Trong 3 ngày qua, nhiều người nặng lời chỉ trích các biện pháp ứng phó dịch COVID ở Hà Nội. Sáng 7 tháng 9, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng tỏ ý lắng nghe. Vấn đề gây bức xúc nhất là quy định mới về cấp giấy đi đường và kế hoạch tiến hành xét nghiệm 100% dân số từ ngày 7 tới 12 tháng 9. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, một công dân Hà Nội, đã tập hợp những ý kiến trên mạng xã hội thành một bản kiến nghị 5 điểm, đăng trên Facebook cá nhân, kêu gọi bỏ xét nghiệm toàn dân, bỏ giấy đi đường, ưu tiên duy trì lực lượng shipper, giải cứu cho người sản xuất nông phẩm, thực phẩm, mời chuyên gia y tế tư vấn về cách phòng chống dịch. Một tiếng sau khi kiến nghị được đăng sáng ngày 7 tháng 9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã gọi điện cho tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Ông Diện cho biết phong thái của ông Bí thư Thành ủy là lắng nghe và có lời cảm ơn về bản kiến nghị. VOA cố gắng liên lạc với ông Đinh Tiến Dũng qua văn phòng của Thành ủy để tìm hiểu thêm nhưng không kết nối được. Tiến sĩ Diện kỳ vọng lãnh đạo Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ dựa trên ý kiến chuyên gia để điều chỉnh nhằm khống chế dịch hiệu quả. Tính tới 7 tháng 9, Việt Nam có tổng cộng gần 551.000 ca nhiễm và 13.701 người tử vong vì COVID. Riêng ở Hà Nội là 4.155 ca nhiễm và 47 người chết.